Vào ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, tại thành phố Hải Phòng, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã tổ chức họp báo công bố về việc Asanzo chính thức trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Câu lạc bộ sẽ tham gia giải bóng đá quốc gia Việt Nam mùa giải 2018. Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã tuyển mộ 7 cầu thủ mới có chất lượng cao, thử việc các ngoại binh tốt. Đội Hải Phòng gần như giữ nguyên bộ khung từng tham chiến ở V-League 2017, trong đó có các cầu thủ nổi bật có thể kể đến như thủ môn Đặng Văn Lâm, Trịnh Văn Lợi, Vương Quốc Trung, Lương Hoàng Nam, Thành Long và hai cầu thủ ngoại binh là Andre Fagan và Aaron Steven. Thông qua hợp tác tài trợ, Asanzo mong muốn bồi dưỡng nhân tài và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ chuyên nghiệp như câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Vì hiện nay, các câu lạc bộ thành công và nổi tiếng của địa phương vẫn còn khiêm tốn. Các cầu thủ thành công và có những phong cách, phong độ ổn định, xây dựng được sự nghiệp riêng, sống hết mình với nghề thực sự còn rất ít ỏi.